đồng và sự tôn trọng lẫn nhau. Tôi mong rằng trong thời gian tới, phong trào tập luyện môn yoga trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục phát triển, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển chung của sự nghiệp thể dục thể thao tỉnh nhà. Nhân dịp này, chúng tôi cũng mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp thường xuyên, thiết thực, hiệu quả hơn nữa của Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội và Tiến sĩ Monica Sama, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Sagami Vaika Nada trên các lĩnh vực, nhất là các hoạt động vì cộng đồng tại tỉnh Tuyên Quang. With the deep meanings and value of yoga as connecting the community with mutual respect, I hope that in the coming time, the movement to practice yoga in Tuyên Quang province will continue to develop, making more positive contribution to the overall development of the province's physical training and sports careers. On this occasion, we also hope to continue to receive more frequent practicals and effective attention of coordination from the embassies of India in Hanoi and Dr. Monica Chalmers, directors of Sagami Vaikhananda's cultural centers for all fields, especially for communities activities in Tuyên Quang province. Trên tình trạng đó, tôi xin tuyên bố khai mạc chương trình chào mừng Ngày Quốc tế Yoga tại tỉnh Tuyên Quang năm 2024. Một lần nữa, xin chúc Tiến sĩ Monica Sama và các thành viên đoàn công tác của Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội cùng toàn thể quý vị sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Chúc chương trình chào mừng Ngày Quốc tế Yoga năm 2024 tại tỉnh Tuyên Quang thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Once again, I wish Dr. Monica Chalmers and the members of the mission of the Indian Embassy in Hanoi and all of you health, peace and happiness. I wish the program to celebrate the International Yoga Days in 2024 in Tuyên Quang province a great success. Sincerely, thanks. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức trân trọng giới thiệu và trân trọng kính mời Tiến sĩ Monica Sama, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Sagami Vaikhananda Hà Nội sẽ lên phát biểu. Trân trọng kính mời. We would like to respectfully invite Dr. Monica Chalmers, representing the delegates of embassies of India in Hanoi, to the stage to deliver an opening speech. Namaskar, xin chào, good morning. I'm really pleased to see you all to mark the 10th International Day of Yoga since the proclamation of the United Nations on 21st June as Yoga Day by consensus co-sponsored by Vietnam as our comprehensive strategic partner, India's best friend. Kính thưa các vị đại biểu và toàn thể quý vị đang có mặt trong chương trình, rất vui được gặp tất cả quý vị ngày hôm nay để cùng nhau đánh dấu dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 10 kể từ khi Liên Hợp Quốc tuyên bố ngày 21 tháng 6 là Ngày Quốc tế Yoga trên cơ sở đồng thuận bởi các nước thành viên, trong đó có Việt Nam với tư cách là đối tác chiến lược toàn diện của Ấn Độ. Yoga is an ancient practice drawn from the Sanskrit word union, signifying unity between person's body, mind, consciousness and the surrounding nature. Physically, yoga enhances our strength with flexibility of body parts, improving the functioning of nervous system and blood circulation. Mentally, yoga strengthens coordination between our mind, thought, body, action and improves consciousness and overall well-being as an individual. Yoga enables an individual to connect to his or her environment more thoughtfully, fully, and thus become a positive energy in the world. It paves the way for practitioners to paths of meditation and spiritual upliftment. Yoga là một phương thức thực hành cổ xưa của Ấn Độ. Tên gọi của nó được bắt nguồn từ tiếng Phạn, có nghĩa là hợp nhất, biểu thị sự thống nhất giữa cơ thể, tâm trí và ý thức của một người và môi trường xung quanh thiên nhiên. Về mặt thể chất, yoga giúp tăng cường sức mạnh nhờ sự linh hoạt của các bộ phận cơ thể, cải thiện chức năng của hệ thần kinh và tuần hoàn máu. Về mặt tinh thần, nó tăng cường sự phối hợp giữa tâm trí, suy nghĩ và cơ thể, hành động, cải thiện ý thức và sức khỏe tổng thể của một cá nhân. Yoga cho phép một cá nhân kết nối với môi trường xung quanh mình một cách chu đáo, trọn vẹn hơn và cho nó trở thành một nguồn năng lượng tích cực trên thế giới. Nó mở đường cho những người luyện tập bộ môn này đến với thiền định và thỏa mãn tâm linh.
In 2014, United Nations recognized yoga as a holistic approach to health and well-being and the dissemination of benefits of practicing yoga as a contribution to health of the world population. I appreciate you all taking up this call to mark the Yoga Day here today. Năm 2014, Liên Hợp Quốc công nhận yoga là một phương pháp tiếp cận toàn diện của cho sức khỏe và hạnh phúc. Đồng thời, việc phổ biến lợi ích của tập luyện yoga sẽ giúp đóng góp cho sức khỏe của con người trên thế giới. Tôi đánh giá cao tất cả các bạn vì đã hưởng ứng lời kêu gọi nhằm kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga ở đây ngày hôm nay. The wide interest across Vietnam in yoga is heartening, and I believe that it links with the strong belief in health and exercising emphasized by President Ho Chi Minh. Yoga Day events are taking place in at least 40 provinces this year. I encourage you all to promote and disseminate the real benefits of yoga and its practice as a regular habit of life. Swami Vivekanand Cultural Center, located opposite to the Embassy of India in Hanoi, holds daily hour-long classes online and offline of yoga. There are degree courses available on yoga. Some of the scholarships by Government of India for those courses available on yoga, interested in yoga as a profession, vocation. Furthermore, Swami Vivekanand Cultural Center also offer online and offline classes for Vietnamese and international students in Hindi language and Indian dance. Indian government scholarships on these subjects are also available and provided annually. We welcome all participants today, different institutions, yoga club, organization of Tuyen Quang province to approach us for more opportunities for experiencing the Indian culture through various classes, workshops, short-term programs and scholarships of Government of India. Sự quan tâm rộng rãi đối với yoga trên khắp Việt Nam rất đáng khích lệ và gắn liền với niềm tin mãnh liệt và sức khỏe và việc học tập thể dục cũng được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh. Các sự kiện kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga đang diễn ra ở ít nhất 40 tỉnh thành trong năm nay. Tôi khuyến khích tất cả các bạn hãy cùng quảng bá và phổ biến những lợi ích thực sự của yoga cũng như việc tập luyện nó như một thói quen thường xuyên trong cuộc sống. Trung tâm Văn hóa Sagami Vaikananda SPCC nằm đối diện Đại sứ quán tại Hà Nội tổ chức các lớp học yoga hàng ngày. Chính phủ Ấn Độ mang đến các khóa học cấp bằng về yoga, một số khóa học bổng dành cho những người quan tâm đến yoga để hành nghề. Hơn nữa, SVCC cũng có các lớp học trực tuyến và trực tiếp cho học viên Việt Nam và quốc tế về ngôn ngữ Hindi và ngôn ngữ Ấn Độ, giới thiệu các học bổng của chính phủ Ấn Độ về các môn học này cũng như nhiều bộ môn khác hàng năm. Chúng tôi hoan nghênh tất cả những người tham dự sự kiện ngày hôm nay, các cơ quan, tổ chức khác nhau của tỉnh Tuyên Quang tiếp cận chúng tôi để có cơ hội trải nghiệm văn hóa Ấn Độ thông qua các lớp học, hội thảo và các chương trình ngắn hạn khác. The Indian government has given the theme of the yoga this year, Yoga for Self and Society, stressing its role for individuals and for communities, and yoga as a bridge between individual and the society. Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, in his message to Vietnam's Prime Minister, His Excellency Pham Minh Chinh, has appreciated Vietnam's enthusiastic contribution towards promoting yoga. He also wished, may yoga bring humanity together for our health and well-being and for the greener planet. I am grateful to all of you for demonstrating that spirit of togetherness today. I thank the People Committee of Tuyen Quang Province and the relevant units, DOFA and DOCST for Tuyen Quang for their support in today's event. I wish you all peace, harmony within, healthy living and well-being with yoga. Thank you. Xin cảm ơn. Chính phủ Ấn Độ đã đưa ra chủ đề cho Ngày Quốc tế Yoga năm nay là Yoga vì bản thân và xã hội, nhằm nhấn mạnh vai trò của yoga đối với những cá nhân và cộng đồng. Và yoga cũng là cầu nối giữa cá nhân và xã hội. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi thư cho Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và bày tỏ sự trân trọng với những đóng góp nhiệt tình của Việt Nam trong việc quảng bá yoga. Thủ tướng cũng chúc tất cả chúng ta rằng hãy để yoga mang nhân loại xích lại gần nhau vì sức khỏe và hạnh phúc của chúng ta và vì một hành tinh xanh hơn. Tôi biết ơn tất cả các bạn vì đã thể hiện tinh thần và sự đoàn kết ngày hôm nay. Tôi xin cảm ơn Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang và các đơn vị có liên quan tại tỉnh đã hỗ trợ cho sự kiện ngày hôm nay. Cầu mong yoga sẽ mang lại sức khỏe, hạnh phúc và bình yên cho chúng ta. Xin cảm ơn.
toàn thể quý vị, và bây giờ sẽ là lúc chúng ta sẽ cùng chào đón màn đồng diễn giao thức yoga phổ biến với sự tham gia của trên 200 học viên đại diện cho những người yêu thích và tập luyện yoga tại tỉnh Tuyên Quang. Màn đồng diễn sẽ được dẫn dắt bởi huấn luyện viên yoga Rishabh. Bài giao thức yoga cơ bản thể hiện con đường của yoga đi đến cuộc sống khỏe mạnh, một cuộc sống không còn căng thẳng, bệnh tật và những căn bệnh tâm lý. Và trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng đón xem. Ladies and gentlemen, it's time for us to welcome the popular yoga protocol performance with the participation of over 200 students representing yoga lovers and practitioners in Tuyen Phan province. The co-performance will be held late by yoga instructor Mita Rishabh. The basic yoga protocols demonstrating yoga path will help in life that is free of stress, illness, and physiological ailments. Cả trước kia. Kính thưa các quý học viên, tôi đề nghị các học viên chúng ta sẽ để toàn bộ tư trang cá nhân xuống thảm bên dưới thảm và bỏ mũ khẩu trang. Đặt xuống dưới thảm giúp em, bên dưới thảm. Quý vị thân mến, yoga là điệu nhảy của mỗi tế bào trong cơ thể. Âm nhạc là hơi thở tạo nên sự thanh thản và hài hòa trong mỗi tâm hồn chúng ta. Chúng tôi các yêu y và yêu yoga, yêu âm nhạc đã kết hợp hai điều đó với nhau thông qua yoga follow. Trên sân khấu này là sự kết hợp tuyệt vời từ chuỗi asana và bài hát Hell's World của huyền thoại nhạc pop Michael Jackson để kêu gọi mọi người hãy chung sức xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho bạn, cho tôi và cho cả nhân loại. Và mọi người, chúng ta sẽ cùng thưởng thức âm nhạc và cùng ngắm nhìn các asana đầy uyển chuyển của các yogi thể hiện trong buổi sáng ngày hôm nay tại sân Trung tâm Văn hóa Thể thao Thanh Thiếu Nhi tỉnh Tuyên Quang. Yoga is the dance of every cell in the body. Music is the breath that creates serenity and harmony in each of our souls. And we yogis who work yogas and love music have combined those two things together through yoga flow. On this stage, we address combination from the asana series and the song Hell the World by pop legend Michael Jackson to call people to join hands to build a better world for you, for me, and for all humanity. Everyone, please enjoy the music and watch the graceful asanas of the yogis show this morning at the Jazz of Youth Sports and Cultural Centers in Tuyen Phan province. Lần thứ hai, hít vào một hơi thật sâu.
sôi đấy. Hai tay chúng ta chấm hông. Hai tay xoay. Rồi chúng ta chuẩn bị khởi động khớp cổ. Xoay cổ. Hít vào một hơi thật sâu. Thở nghiêng đầu qua trái. Hít về giữa. Thở ra chúng ta thực hiện đổi bên. Hít về giữa. Thở ra chúng ta thực hiện đổi bên. Hít về giữa. Thở ra chúng ta thực hiện đổi bên. Hít về giữa. Thở ra chúng ta thực hiện đổi bên. Hít về giữa. Thở thô cảm chặt bóng cổ. Hít về giữa. Thở từ từ chúng ta ngả đầu ra sau. Từ từ chúng ta xoay từ trước, từ sau ra trước. Hai khuỷu tay chúng ta chạm vào nhau. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Rồi chúng ta thực hiện ngược lại. Một. Bye.
và một. Thở ra buông tay. Thực hiện tư thế ngả sau. Hai tay chúng ta chống hông. Ngón cái ra sau, bốn ngón tay còn lại về phía trước. Hít vào xoay vai lên. Thở từ từ đẩy căng hông về phía trước, nâng ngực lên từ từ ngả đầu ra sau. Giữ tư thế hít sâu và đều. Chúng ta giữ 5 giây. 5 4 3 2 và 1. Hít lên. Thở ra chúng ta từ từ gập sâu người về phía trước hết mức có thể. Giữ tư thế hít sâu và đều. Giữ 5 giây ở đây. Nếu ai làm tốt hai tay chúng ta chẳng thẳng. Làm theo khả năng của mình đây. 5 4 3 và 1. Hít vào vươn hai tay lên cao, tay luôn áp sát mặt tay. Thở ra chúng ta xuôi tay. Rồi mời cả lớp chúng ta chuẩn bị thực hiện tư thế nói triple. Dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên chân trái. Tay phải chúng ta cầm vào cổ chân phải. Từ từ chúng ta kéo chân lên, lòng bàn chân áp sát vào mé trong của đùi chân trái. Gót chân chạm vào đáy chậu của mình. Hít vào, vươn hai tay lên cao. Chắp hai tay lại. Mắt nhìn theo tay. Giữ tư thế hít sâu và thở đều. 5 4 3 2 và 1. Thở ra buông tay. Hai tay xuôi theo thân. Cầm thu trả hộ cổ. Rồi chúng ta chuẩn bị thực hiện đổi bên. Dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên chân phải. Từ từ chúng ta kéo chân phải lên. Lòng bàn chân áp sát vào mé trong của đùi phải. Gót chân chúng ta chạm đáy chậu. Hít vào vươn hai tay lên cao. Giữ tư thế hít sâu và thở đều. Tập trung tâm trí và thở đều. 5 4 mời cả lớp chúng ta mở rộng hai chân bằng hai đầu vai, thực hiện tư thế tam giác. Hít vào hai tay sang ngang. Từ từ chúng ta mở mũi chân trái ra bên ngoài. Hít vào một hơi thật sâu. Thở từ từ nghiêng người sang bên trái nào. Nghiêng sang bên trái. Ai làm tốt chúng ta hạ lòng bàn tay xuống thẳng. Hai vai chân đường thẳng. Mắt nhìn theo tay. Giữ tư thế hít sâu và thở đều ở đây. 5 4 3 2 và 1. Hít vào hai tay sang ngang. Thở xoay mũi chân chúng ta thực hiện đổi bên. Hai tay chân một đường thẳng. Giữ tư thế hít sâu và thở đều ở đây. 5 4 3 2 và 1. Hít vào hai tay sang ngang. Thở chúng ta bật chân về trước. Buông tay xuống. Mời cả lớp chúng ta từ từ chúng ta ngồi quỳ. Hai tay chúng ta đặt lên hai đùi. Từ từ chúng ta ngồi quỳ. Chúng ta ngồi quỳ. Now sitting posture. Mời cả lớp chúng ta ngồi xuống. Hít vào vươn hai tay lên cao. Chúng ta quỳ lên. Hơi tách gối ra một chút. Thở ra chúng ta xoay vai. Hai tay chúng ta chống hông. Bốn ngón tay về trước, ngón cái ra sau. Hít vào xoay vai lưng. Đẩy hông về trước, từ từ ngả đầu ra sau. Tập trung hít sâu và thở đều. Giữ tư thế ở đây. 5 4 3 2 và 1. Hít vào, buông tay, vươn hai tay lên cao. Thở ra, tay trái ra sau, mắt nhìn theo tay trái. Hạ tay trái lên gót chân trái. Tay phải lên gót chân phải. Đẩy căng hông về tư thế lạc đà.
giữ tư thế ở đây, hít sâu và thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1. Hít vào, vươn hai tay lên cao. Thở từ từ, vươn dài người về phía trước về tư thế em bé. Chạy vươn dài người ra. Giữ tư thế, hít sâu và thở đều ở đây. 5, 4, 3, 2 và 1. Hít vào, cuộn người ta ngồi lên hai tay chúng ta đặt lên. Chúng ta thực hiện tư thế ưỡn ngực. Hít vào, vươn hai tay lên cao. Chắp hai tay lên. Thở từ từ, đẩy căng ngực về trước. Võng lưng bông ra sau, mắt nhìn theo tay nếu có thể. Tập trung tâm trí, hít sâu vật đều ở đây. 5, 4, 3, 2 và 1. Thở ra từ từ, vươn người dài về phía trước, về tư thế em bé. Giữ tư thế ở đây, hít sâu và thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1. Hít vào từ từ, quận người, rút chân, rút tay lên. Tay chúng ta đặt lên hai bốn. Mời cả lớp chúng ta xoay chân sang bên trái. Và chúng ta ngồi lên. Duỗi hai chân phía trước. Chúng ta thực hiện tư thế vặn quần. Hít vào, vươn hai tay lên cao, kéo căng cột sống. Thở từ từ, gập người về phía trước hết mức có thể. Gập sâu người xuống, quất căng mũi chân. Giữ ở đây. 5, 4, 3, 2 và 1. Hít vào, hai tay sẵn lặng. Thu lòng bàn chân trái lại. Thở từ từ, vặn sâu người sang bên trái, cài sâu tay phải vào mé trong của gối trái. Ai làm tốt, lòng bàn tay phải chạm thẳng, mắt nhìn theo vai trái. Giữ tư thế ở đây, hít sâu và thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1. Hít vào, hai tay sang ngang, duỗi hạ chân về trước. Thở ra chúng ta co chân và thực hiện đổi bên, vặn sâu người. Giữ tư thế, hít sâu và thở đều, mắt nhìn ra sau. Giữ tư thế ở đây. 5, 4, 3, 2 và 1. Hít vào, hai tay sang ngang, duỗi thẳng hai chân về trước. Thở ra, mời cả lớp chúng ta xoay chân sang bên trái. Và chúng ta nằm sấp xuống. Nằm sấp xuống cả lớp. Crocodile coach. Mời cả lớp chúng ta thực hiện tư thế cá sấu. Hai tay chúng ta ôm trước ngực. Cằm chúng ta đặt lên tay. Thư giãn, bách nhẹ hai chân bằng bếp thả. Hít sâu và thở đều ở đây. 5, 4, bách chân rộng bằng bếp thả. 3, chúng ta sẽ thực hiện tư thế giãn hổ mang. Hai tay chúng ta chống song song với vai. Thu chân lại. Hít vào từ từ lưng ngực lên. Mắt nhìn về trên. Giữ tư thế ở đây. Hít sâu và thở đều. 5, không ngả đầu ra sau quá. 4, 3, 2 và 1. Thở ra từ từ về tư thế ban đầu. Lotus Pose. Rồi, hai tay chúng ta xuôi theo thân, hai lòng bàn tay ngửa, thực hiện tư thế châu chấu. Hai chân khép lại. Cằm chúng ta chạm phải. Hít vào, từ từ bật hai chân lên rồi khỏi thả. Cằm chạm thả cả lớp. Đừng dồn vào tay. Giữ ở đây. Hít thở nhiều quá. Duỗi thẳng chân. Xếp đùi, đóng chỗ này một cả. 5, 4, 3, 2 và 1. Thở hạ chân. Lệp xoáy. Rồi chúng ta nằm nghiêng người sang bên trái và đặt lên.
Inhale, breathe forward. Chúng ta chuẩn bị thực hiện tư thế cây cầu. Hai chân chúng ta tách nhẹ bằng không, thu chân lại. Hai tay xuôi theo thân, hai lòng bàn tay út. Rồi từ từ hít vào này, căng bụng lên. Hai lòng bàn chân, vai, sau gáy chúng ta chạm thẳng. Các chân lại bằng không, giữ ở đây. 5 4 3 2 và thở ra, chúng ta hạ hông xuống, duỗi hai chân, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Chúng ta thực hiện tư thế nâng chân, kết hai chân lại. Những ai làm tốt thì chân chúng ta sẽ nâng cao xong vuông góc với cơ thể của mình, còn ai không tốt chúng ta có thể nâng hai chân rồi quay lại. Hai chân khép lại, hít vào hai chân lên, xếp lên. Ngón chân chúng ta hướng về cơ thể của mình, ngón chân kéo hướng về cơ thể, cứ ở đây. Và một, thở ra từ từ, ta hạ chân xuống. Thư giãn, hít sâu từ từ ở đây. Hai chân chúng ta khép lại. Chúng ta thực hiện tư thế tầm hơi. Rồi chúng ta co hai chân. Hai tay chúng ta đan lại, tạo ôm chặt lấy bụng. Hít vào từ từ, bật đầu, lông ngực. Ai làm tốt, cầm chúng ta chạm gối. Đứng ở đây, hít sâu và thở đều, bước căng mũi chân. 5 4 3 2 và bốn, thở ra chúng ta bung chân, duỗi hai chân. Chúng ta chuẩn bị thực hiện về tư thế sắp xếp. Hai tay xuôi theo thân, hai lòng bàn tay lửa. Cho chị nhạc thiền với nhạc thiền. Từ từ chúng ta khép đôi mắt lại, hãy thả lỏng bờ vai, thả lỏng toàn bộ vùng cuộc sống. Thả Thank you.
Chúng ta sẽ thực hiện phép thở đầu tiên, ngón trỏ và ngón giữa chúng ta đặt lên hai đỉnh của lông mày, ngón cái và ngón áp chúng ta đặt lên hai cái mũi. Chúng ta hãy mở cánh mũi bên trái, hít vào một hơi thật sâu bằng bên mũi trái, rồi mũi trái lại thở ra, chúng ta thở bằng bên mũi phải. Vào bằng bên mũi phải, rồi chúng ta thở ra bằng bên mũi trái. Hít vào bằng bên mũi trái, rồi nhẹ nhàng chúng ta thở ra bằng bên mũi phải. Hít vào bằng bên mũi phải, rồi nhẹ nhàng hãy thở bên trái. Rồi chúng ta thả lỏng tay lên dưới, hít sâu và thở đều. Chúng ta sẽ thực hiện hít thở con ong. Hít vào một hơi thật sâu xuống bụng. Chương trình chào mừng ngày quốc tế
chào tạm biệt và hẹn gặp lại.